có con nó làm cho mình trách nhiệm lên lắm em, trách nhiệm với xã hội, trách nhiệm với cộng đồng. Thậm chí bây giờ chị đi mua cái gì mà cầm một cái bịch ni lông về nhà chị cũng thấy có lỗi nữa. Dẫu biết là cho con kiến thức trong đầu để con từ đó mới làm giàu, nhưng về bản thân anh nè, thèm cảm giác được yêu thương chăm lo cho ai đó. Đúng rồi, anh là đàn ông, anh thèm được chăm lo cho ai đó là một điều rất là tuyệt vời, và anh phải tự hào về cái điều đó. Nhưng mà anh cũng nên biết là anh không thể chăm lo cho một ai đó nếu anh không chăm lo cho anh được. Em không có muốn anh bị bệnh, anh nằm xuống mà anh không có tiền trả tiền bệnh viện thì làm sao anh lo được cho con cái, cho vợ anh được? Có khi anh lại trở thành gánh nặng cho họ, anh có muốn như vậy không? Đó là lý do tại sao em nói khi mà anh lo được cho anh, lo được cho cái cảm giác cô đơn của anh lo được cho anh lo được tất cả mọi thứ, thì khi những người yêu đến với anh á, anh sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn, tại vì anh cảm thấy anh không phải là gánh nặng cho họ. Đó là cái ý của em á. Chứ còn yêu thương, thèm cảm giác yêu thương chăm lo cho một ai đó, đó là điều tuyệt vời và anh không nên bỏ cái điều đó. Nhưng cái em đang muốn nhấn mạnh là anh không có nên bám víu vô người khác để mà anh sống, anh không có ý nghĩa trong cuộc đời, anh hiểu với em không? Tại vì anh phải là cái lý do lớn nhất để anh sống. Chị Nhi nói về những cái được và mất của việc có con nha. Trời ơi, còn này. Rồi những cái chuyện được mất để mà em có con. Đầu tiên chị sẽ nói cái chuyện được trước. Có con nó sẽ làm cho em trưởng thành lên theo cái mặt tích cực á. Nếu như em muốn nó tích cực, tức là em sẽ làm trở thành một người lớn tử tế hơn để em bày cho con. Cái này là chị đang nói đến những người mà thật sự muốn làm cha làm mẹ nha, chứ chị không nói đến những người mà có con rồi ý muốn đâu. Rồi có con nó cũng tạo cho em được cái năng lượng. Mỗi lần mà em đi làm mệt mỏi về, nhìn thấy cái mục đích tại sao em phải làm, cái lý do để em tiếp tục dạy ngày mai, có nơi đi yêu thương, có nơi gọi là nhà của em. Rồi có con nó cũng dạy cho em được là à, hồi nhỏ mình như vậy đó, mình cũng ngây thơ, mình cũng suy nghĩ như vậy đó, và mình không có đánh giá con mình, và mình rộng lượng với nó hơn, mình cho nó cơ hội để trải nghiệm làm người. Cái mặt lợi khác khi em có con được là con của em nó phản ánh một phần nào đó về em nữa. Tại vì nếu như em nói năng không có tử tế, em hành xử không có tử tế, con em nó copy gì em, là một người cha người mẹ em sẽ phải, một là em hổ thẹn với điều đó, hoặc là em làm cho cái điều đó tốt lên. Thì cũng như chị nói, con cái nó là một cái phần giúp đỡ cho mình rất là nhiều. Nếu như mình là một người cha người mẹ thẳng thắn vô mặt nó, như bạn nói vậy là ví dụ như hôm nay bạn con chị nó đem bài tập về nhà, trời ơi lớp mẫu giáo gì mà bài tập về nhà mà khó vậy trời. Cái xong nó nói chị mẹ mày bày con cái này đi, xong mình nhìn nó với một cái ánh mắt thấp thi, tức là một cặp mắt chó dại thơ ngay, và nói thẳng vô mặt con là ngày mai con lên nói với cô á là mẹ con đọc mẹ con cũng hiểu, nên mẹ con cũng không bày được con. Mai lên nói cô bày đi nha, con chơi búp bê tiếp. Xong hai mẹ con ngồi chơi búp bê vậy. Chị là vậy đó, dốt nó với con mình dốt, không có mắc mớ gì phải. Tại vì chị thiệt sự chị không hiểu cái câu đó nó đang nói cái gì. Nó bắt là bạn hãy viết cái dòng này, chị đang dịch nó từ tiếng Anh ra tiếng Việt, bạn hãy viết cái dòng này ra với một cái nghĩa là có thể làm được và tích cực, và sau đó nói với con của bạn là vẽ cái con vật đó kế bên. Cái câu gì cục ngủ vậy, không có hiểu cái gì hết, làm sao mà bày cho nó được. Chị nói thẳng nó luôn, con lên con hỏi cô đi, chắc cô không hiểu chứ mẹ cũng không hiểu, mẹ dùng Google dịch mẹ cũng không hiểu nữa. Cái nó nói mẹ, nhưng mà cô nói về nhà làm bài tập, con cứ lên nói với cô mẹ bảo kê cho. Cô mà nói cái gì nói với cô cháp với mẹ đó, chị là bà mẹ của năm, chị khu lắm. Đó, đó là cái mặt lợi của các con, tức là em có thể chọn cách để trở thành người cha người mẹ theo cái ý em muốn. Rồi cái mặt hại hoặc là cái gọi là cái mất khi mà em có con, mất ăn mất ngủ, cái đó là cái chắc rồi. Em khi em có con, em lấy là đàn ông thì em sẽ không hiểu khúc này, là phụ nữ 2 tiếng cho con bú lần, có biết không? Em tưởng tượng bây giờ em bình thường, em thiếu ngủ, em đã bị phát điên rồi, mà em phải sống như vậy 2-3 năm, 2 tiếng dậy cho con bú đái ỉa, vừa mới thay tải cho nó xong nằm xuống chợp mắt cái, chưa kịp chợp mắt nó á, nó muốn bú tiếp, ngưng không nghỉ. Rồi xong nó bệnh, mỗi lần nó bệnh nhìn nó nhỏ xíu, nó như con chim én nhỏ xíu xíu vậy đó, xương sẩu còn chưa có lành, chưa có bự nữa, mình nâm nớp. Rồi cái tiếp, cái mất cái tiếp là tốn tiền, đẻ một đứa con trung bình tốn cả tỷ đô bên này, tình Việt Nam chắc cỡ mấy tỷ Việt Nam. Tiền ăn, tiền học, tiền áo, tiền quần, con cái là tiêu sản không phải tài sản, nghe không? Nói rồi đó, bày rồi giờ bày lại. Rồi tiếp con mình sẽ phải mất bớt thời gian của cá nhân mình để chăm sóc cho con, rồi dắt nó đi chơi, đi học, lo cho nó, bày cho nó, dạy cho nó, mình sẽ bớt đi thời gian cá nhân. Rồi có con mình cũng không có được nhiều cái, ví dụ như nhiều hồi mình muốn ăn muốn nhậu, buổi tối mình cũng không dám nhậu quá, tại sáng sớm đưa con đi học, hoặc là sáng sớm phải dành thời gian cho con chẳng hạn. Rồi kế tiếp nữa, cái mặt hại khác của các con đó là khi nó lớn lên, nó có tuổi trưởng thành, nó biết ơn mình thì không sao, nó vô ơn, nó nói ai biểu đẻ chị, tôi đâu có muốn đến cái cuộc đời này đâu. Nghe nó cũng nhói tim gan lắm em, nhưng mà chị luôn sẵn sàng với cái chuyện đó, tại vì chị cũng là người như vậy mà. Chị nói là
đẻ ra chi vậy, đẻ ra mà không nuôi được thì để làm cái gì? Ví dụ như vậy, chị nghĩ con vậy nó không có mất nết vậy đâu, tại vì chị nghĩ con vậy nó sẽ rất là dạng như là vỡ vụn á, tổn thương á, nếu như mà chị không còn nữa ở cái độ tuổi này. Tới tiếng Anh nó hay gọi là đụng gỗ để cho nó không có xui. Nhưng mà nếu như mà con chị nó được ở với chị đến 18-19 tuổi, chị nghĩ nó sẽ là một đứa trẻ không, chị không có hứa được là nó hạnh phúc 100%, nhưng mà chị nghĩ nó hạnh phúc hơn những đứa trẻ khác. Đó là cái được và cái mất của cái việc có con. Thêm một cái nữa, có con nó làm cho mình trách nhiệm lên lắm em, trách nhiệm với xã hội, trách nhiệm với cộng đồng. Thậm chí bây giờ chị đi mua cái gì mà cầm một cái bịch ni lông về nhà chị cũng thấy có lỗi nữa, tại vì chị muốn tạo lại cho con chị, khi đến ngày chị chết đi thế giới này nó bớt rác rưởi lại cho con vậy, nó còn không khí để thở, còn nước để uống, còn đồ ăn để ăn, em biết không? Chứ không nó sống làm sao. Thì như chị nói, làm cho mình trách nhiệm hơn, mình sống tử tế hơn. Và khi có con, em có cơ hội được question, có nghĩa là đặt câu hỏi ngược lại bản thân của mình để làm sao dạy nó những cái điều đúng đắn. Chị nói ví dụ như là chị với chồng cũ của chị vẫn rất lâu lâu vẫn rất hay là lục đục cái chuyện mà, tại vì ảnh không có thương con á, cho nên ảnh không có quan tâm đến con. Cho nên là rất là mệt mỏi cái chuyện mà tới phút 80 là không có đi đón con, xong rồi chị phải đi làm mà, xong rồi chị phải bỏ công việc của chị, xong rồi chị phải chăm con. Thì những cái lúc như vậy thì chị hơi bực bội một chút, và con chị nó cũng buồn, tại vì trong đầu nó con nít mà biết nó nôn lắm, nó nghe là ba nó sắp đón nó chẳng hạn, nó excited, nó tâm tự nhiên nói là không đón nó nữa, nó cuộc ngủ nhẹ, nó bắt đầu nó khóc. Thì mình là mẹ, mình phải bày cho nó như thế nào để nó không có bị tổn thương bởi những cái giây phút đó. Thì chị phải giải thích ra, chị hỏi nó là cái này mới xảy ra hôm qua đây thôi chứ không gì xa xôi hết, cho nên dễ ví dụ không. Xong chị nói với con, chị bày luôn cho mấy bạn là mẹ nè, đừng có nhiều con quá, mẹ thấy ngu ngu tại mẹ, mẹ bỏ ba nên con giờ đừng bao giờ nói chuyện với con kiểu như vậy. Mình bày cho mấy bạn nói, mỗi lần những cái chuyện mà bạn cảm thấy tiêu cực xảy ra bởi vì cái người khác tạo ra, bạn hỏi con bạn có thích đi chơi với mẹ không, con ở với mẹ con có vui không. Vậy nếu như bây giờ mình có một cái phút chót mà mình lên một cái kế hoạch khác, thay vì mình tập trung vô cái chuyện buồn, tại sao mình không tạo một cái niềm vui mới? Mẹ biết hôm nay mẹ phải đi làm, mẹ đi làm cái giờ này đến giờ này, con đi theo mẹ, con tới cái nhà đó, con ngồi đó con đợi xíu, tại mẹ họp xong mẹ sẽ dắt con đi chơi. Chị nói với bé như vậy, đi chơi phút cuối thì đâu có sao đâu, mẹ vẫn có thể dắt con đi chơi được. Ví dụ như hôm nay con cảm thấy muốn đi, tất nhiên là bé vẫn thục thịch. Bé nói là nhưng mà tại sao vậy, tại sao ba không có gặp con, tại sao ba không đón con nhỉ? Thì chị mới hỏi bé này, giờ con biết lý do tại sao rồi, con có vẫn đi chơi với mẹ không? Kêu dạ có chứ. Kêu vậy thì con biết cái lý do đó để làm gì, và cái lý do đó nó có giải quyết được cái vấn đề gì hay không. Và con không thể nào điều khiển được một ai đó làm cái điều họ muốn trong cuộc sống. Con không có quyền hỏi được tại sao ba con làm điều đó, tại sao ba con không thích làm điều đó, tại sao ba con không đón con, tại sao ba con không yêu con, tại sao ba con không trả lời những cái, con không cần biết những cái điều đó. Chị nói thẳng với bé luôn, bởi vì khi con biết con không giải quyết được vấn đề gì thì tốt nhất con không nên biết, không nên tập trung vào tạo những cái gì mà làm cho mình vui, mình hứng khởi. Trong khi con đi chơi với bạn, con nghĩ đến chuyện con buồn, tại sao con mất đi cái gì, cái trải nghiệm ở cái chỗ mà con đang vui chơi. Xong chị hỏi bé, nếu như con vẫn thích buồn và suy nghĩ về cái chuyện tại sao, mình có thể về nhà và con suy nghĩ về điều đó, mình không cần đi chơi. Thứ nhất đỡ tốn tiền, thứ hai đỡ mất thời gian với mẹ với con cũng không cần trải nghiệm những đó. Khi nào con sẵn sàng thì sẽ dắt con đi những đó. Từ cái lúc chị nói đó xong, bé chùi nước mắt xong, nó ok mẹ không sao, mẹ làm việc đi, con đợi mẹ 2 tiếng. Xong bé ngồi với vẽ tranh, bé bấm điện thoại, bé đợi chị, xong rồi chị đi làm thôi, rồi xong chị dắt bé đi chơi, đơn giản vậy. Em khi em dạy con, em phải là người đủ, thứ nhất trượng nghĩa, chững chạc, người lớn, lái con mình qua cái hướng mà mình muốn. Cái khúc này thì chị không dùng từ mất dạy mà chị dùng từ là khéo, tức là chị không có muốn con chị ở trong cái môi trường độc hại, sẽ luôn tìm mọi cách để chị lái cái cuộc nói chuyện nó qua cái hướng và để cho con cái nó nhìn theo cái đó. Là các bạn nên nhớ nè, guilt lúc nào nó cũng xây dựng nên cái yếu đuối hết. Guilt có nghĩa là cảm thấy tội lỗi á, nó sẽ xây dựng cho bạn cái tính cách yếu đuối dần 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 đi, và chỉ có mạnh mẽ mới có thể tạo nên tình yêu thêm thôi. Cho nên bạn phải mạnh mẽ để cho con bạn mạnh mẽ. Bạn càng mạnh mẽ, con bạn nó sẽ càng cảm thấy được yêu thương, bạn càng cảm thấy mình có lỗi bởi vì mình làm cái này cái kia. Con bạn nó sẽ thấy yếu đuối dần dần, nó cũng sẽ bắt đầu học cái tính, nó cũng bắt đầu cảm thấy mình có lỗi với mình, và dần dần nó xây dựng cái tính cách yếu đuối mà nó không biết. Khi mà bạn tạo cho con bạn nó giống như cái sức đề kháng vậy, bây giờ mỗi lần người nào mà tới mà reject nó, nghĩa là anh không thích đi chơi với em, anh bận, nó sẽ không có buồn gì, nó khóc mình, anh đi chơi kệ cha, anh tu
tôi đi chơi cùng tôi ngu vậy, tôi đẹp gái, tôi sexy vậy, anh đi anh, tôi là cái chuyện anh lỗ. Một ngày nào đó con chị nó sẽ có cái attitude như vậy, thì chị muốn nó như vậy, phải chấm như vậy. Trai không đi chơi không sao hết, đi về đây đi chơi mẹ, mẹ bận không sao hết, tự đi chơi một mình, không có gì phải khóc hết, không có gì phải là phút 80 rồi mà anh hủy hè hủy kèo con mẹ của mặt đầm diện đẹp rồi, con diện đẹp rồi mà nó không đi chơi con thì con đi một mình, con đi đâu đó thể nào cũng có mấy anh khác mua nước cho con uống, con là phụ nữ đẹp con lo cái gì. Đó là những cái mà có con chị học được, mình bắt đầu thay đổi nhiều để mà dạy cho nó, để mà mình với nó có nghĩa là như là bạn thân vậy đó. Đừng có quên nhấn like, share và subscribe cái kênh của Nhi, và Nhi sẽ trở lại với những cái câu trả lời khác cho các bạn.